Xin chào mọi người nhá. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thì tôi đi tham quan ở trong khu du lịch Suối Tiên. Và có lẽ cái chỗ vị trí tôi đang đứng đây là cái nơi mà gây nhiều cái tò mò cho mọi người nhất. Đó chính là 18 tầng địa ngục. Vậy thì không biết trong này người ta trưng bày những cái mô hình gì. Thì ngay sau đây mời mọi người chúng ta cùng vào trong để khám phá xem nó như thế nào nhá. Đấy. Ồ, ngay cạnh đây có cả rạp chiếu phim luôn à? Bạn có phải là kẻ dối trá lừa đảo, chạy thế chạy quyền, đồng hành bạo người, cường hào thái? Bắt đầu đi vào trong sau khi đã có vé. Không biết là trong này người ta có cho quay phim không nữa đây. Bất hiếm, vì sao quỷ sứ đưa một kẻ tội lỗi ra làm hai phần? Cối xây, cối giả, bàn trong, trắng sách. Cái loa ở đây nó nói to quá, không biết là nó áp cái tiếng mình nói không. Không đơn giản chỉ là cái chết, quay đầu là bến bờ. Từ bỏ điều ác, bạn sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Hãy đi qua 18 cửa địa ngục để không phải ăn năn hối hận sau này. Đấy, bắt đầu đến cái cửa lối vào đây rồi. Đây là điện Diêm La, Diêm Vương đang xử án. Cái nhân vật mặc áo trắng đây là Lý Thông. Hết rồi, bây giờ lại đi vào trong. Không quay được à? Không quay nó tắt điện đâu. À nhưng mà cái cá rồi là nó biết cúp liền á.
À, vậy thì nhưng mà mình quay thấp thấp dưới không ngửa. Quay gì nó tụt vô mắt thằng đó để không quay. À. Lối xuống cửa ngục. Thấy bảo là trong này là quay phim là cảm ứng nó tự tắt điện là mình không có ánh sáng, mình không quay được, nhưng mình cứ thử xem thế nào. Bắt đầu cái lối xuống. Quỷ môn quan. Tối lắm. Ngay đầu đây là có hai ông đầu trâu mặt ngựa đứng ở đây. Nhưng mà tối quá không nhìn thấy gì được. Đấy cái đèn flash thì mới xem được, chứ còn không là không xem được đâu. Tối lắm. Đấy. Đấy. Đây là mặt ngựa. Còn đây là đầu trâu. Đấy, bọn đầu trâu mặt ngựa đây. Ui, nó cầm cái quả chùy gai nhìn. Cấm quay phim, cấm rọi đèn chụp ảnh. Đấy, có cái bảng kia người ta bảo là không được quay phim đâu. Đi vào xem nào. Nơi hành xử các tội cờ bạc rượu chè buôn gian bán lận. Đây là cửa địa ngục số 1, là nơi hành xử các tội khi còn sống trên trần gian, như tội buôn gian bán lận, cờ bạc rượu chè. Kia là hình thức đày đọa, treo kẻ tội đồ lên rồi thả xuống bằng trong. Ui, kia nó những cái hình nó nhìn gớm quá. Đưa cái đèn flash xem cái. Đây là cửa địa ngục số 1, là nơi hành xử các tội khi còn sống trên trần gian, như tội buôn gian bán lận, cờ bạc rượu chè. Kia là hình thức đày đọa, treo kẻ tội đồ lên rồi thả xuống bằng trong. Bỏ tay vào trong. Đấy, nhìn thấy các cái xác chết chung nó làm mô hình kinh quá nhỉ. Đây là cửa địa ngục số 1, là nơi hành xử các tội. Đối diện sang bên đây là gì đây? Đi đi, đợi trời. Rồi. Tiếp đến bên đây. Thank you.
6, nơi hành xử các tội đốt nhà, tội ăn cắp, tội ăn trộm, tội ăn cướp khi còn sống ở trần gian. Trong cửa địa ngục này, người thì bị quỷ sứ đập đúa vào mắt cá chân, kẻ thì bị chặt tay, kẻ thì bị rớt thịt từ tay chảy xuống, kẻ thì bị đóng đinh sắt vào bụng, đau đớn không cùng. Thank you.
kia có hai con quỷ nó đang cưa đôi người. Đây là cửa địa ngục số 11, là nơi đầy đọa hành xử các âm mưu phản bội gian trá lớn. Bọn này khi làm điều ác đều có dự mưu và tính toán. Ở đây tội ác của chúng không còn là tính nết mà là bản chất độc ác. Bọn chúng đều bị ác điểu mổ chở lắm, ác thú rỉa xác ăn thịt. Kia là có xây, kia là có giả, là những công cụ hành hình, tội đồ nát như tương bừng. Đây là cửa địa ngục số 1. Đấy, nó lại tắt điện rồi, nó thấy mắt thần nó quay phim, mình quay phim bật flash nó lại tắt điện mất rồi. Bây giờ mình lại phải quay ngược ra đã. Đấy là ở trong này nó có cái cảm ứng, tức là nếu mà bật đèn flash mà quay là các cái hệ thống nó tự động nó dừng lại. Đây vừa rồi bảo vệ họ vào, họ bảo là trong này là người ta cấm quay phim, không quay được đâu. Đấy là lý do nó như vậy.